Chào các bạn, hôm nay Nguyễn Thừa sẽ giới thiệu với bà con cô bác và anh chị mình. Nguyễn Thừa hôm nay đang đi câu cá cùng các bạn, hãy theo chân Nguyễn Thừa để tìm hiểu về nghề câu cá ở quê mình nhé. Nghề này rất là vui, vừa tạo được thu nhập kinh tế gia đình mà vừa để khoay trong những ngày hè như thế này. Mời cô bác anh chị và các bạn theo chân Nguyễn Thừa để tìm hiểu về nghề câu cá ở quê mình nè. Sẵn thì khung cảnh chiều nay Nguyễn Thừa muốn quay lại khung cảnh câu cá và khung cảnh đồng quê ở mình. Đây là Nguyễn Thừa theo hai cái anh bạn nhỏ ở phía trước mặt mình để tìm hiểu về nghề câu cá, cũng như đi theo hai anh bạn kia để câu cá coi chiều hôm nay anh bạn này câu cá rêu như thế nào nhé. Sẵn đây thì Nguyễn Thừa cũng quay lại khung cảnh đồng quê của mình cho bà con cô bác xem theo về quê hương của mình. Máy bên kia sông thì người ta đang hút cát, vì ở đây là cái dựa bãi cát cá ở quê mình á, người ta lên rất là nhiều. Cái đó người ta thành lên vừa đá vừa cát. Những số máy cuốc thì cũng đang cạp lên rất là lớn, nguyên cái bãi đá rất là rộng. Những người cũng xin quay lại tí để bà con hiểu về cảnh ở quê mình. Hai anh bạn kia thì đã đi phía trước rồi. Vậy những người sẽ đi theo cùng hai anh bạn kia để tìm hiểu về cái nghề câu cá của hai anh này, cũng như là hôm nay những câu cá có được gì không. Phía trước mặt của những người là cái nhà máy nước ở xã Trung An của quê mình. Theo thì những người được biết thì nhà máy nước này được xây từ khoảng cách đây 10 năm để cung cấp nước sạch cho bà con ở nông thôn ở quê mình. Nhà nước máy nước thì nằm gần ở mé sông. Những người đang đứng ở phía buổi chiều ở gần ở mé sông. Thì sau một hồi tìm lòng vòng thì mình cũng tìm được hai anh bạn câu cá nãy giờ mình đi theo để mình quay phim về câu cá ở quê mình cho bà con cô bác anh chị mình xem ha. Ở đây thì cũng một số cảnh đồng quê ở dưới quê mình. Ở đây người ta trồng rất là nhiều lát nè, nhiều lá nè, hay là những cái tàu mà lá dừa nước ở quê. Nói tới dừa nước thì thường lại nhớ đến cảnh của quê ngoại của thừa, hồi đó trồng rất là nhiều dừa nước. Mỗi lần ra nhà bà ngoại chơi á thì đi gần con đường ghe rất là gian nan. Mỗi lần đi á thì hai bên trồng dừa nước, nhất là buổi sáng á, thì nó bị mắc rất là nhiều. Hôm nay Nguyễn Thừa cũng theo hai anh bạn câu cá để coi ảnh câu bằng ngồi gì nha. Mà bà con cô bác anh chị mình theo mình để tìm hiểu về nghề câu cá ở đây, cũng như hai anh bạn chiều nay câu bằng điều gì nha. Mồi này bộ mồi nhộng lắm nè, nhộng nhộng gì mà nhộng âm gì đó đã luôn. Mới đốt được á hả? Bữa thì hè mình được cầu cá này được chín rồi, được chín rồi, con cá lồng đông nè. Được 4 con. Ủa sao chú thấy con cá này mà dính vô cái lồng đâu? Ngon hả? Hả? Đáng lý ra được 4 con, cậu còn làm thử hết 2 con. Này, vừa móc. Vừa là móc lên con cá lồng đông quá trời. Con cá này đông quá là trời đã luôn. Từ đó là tưởng con cá lồng đông đi chăn lý luôn chứ. Hay giờ cũng câu cũng dính đó hả? Ôi, dính. Dính được con bự rồi. Cho chú con nha. Sảy rồi, thôi đây, ôi con cá lồng đông đã quá. Rồi vậy là đề đây về được con cá lồng đông nữa. Ở đây mình câu mỗi bữa không bạn, hay có mồi mình mới đi. Mới xong chiều nay nhưng bà con cô bác không đi. Hai em ngồi đang ngồi câu cá này. Vậy là nãy giờ cũng được bốn, chưa được con cá vô nào mà dính được 4 con cá lồng thông. Quá đã.
Cái con cá lồng đông này về ăn kho khô ăn ngon lắm nè. Đây chiều nay thì ảnh nãy giờ câu được 2 con cá rồi. Sẵn đây mình cũng quay lại phía trước ở bờ sông ở quê mình tí để cho bà con cô bác xem ở đây lục bình nó trôi rất là nhiều nha. Giấc giờ thì nước nó đang lớn. Hai anh em đang câu cá lồng tông. Và cá rô, cá lóc cũng được, nhưng mà nãy giờ mình thấy dính 3 con cá lồng tông rồi. Ở sẵn ở đây người ta phơi một cái ôm vừa để đang vừa nước rất là nhiều. Xa xa thì ở đây người ta cũng đang phơi những cây hôm lá để người ta chầm lá ở nhà ở quê mình á. Nãy giờ mấy con cá lồng tông nó ăn bị hết mồi rồi. Dinh mới dính được 3-4 con. Bé dính được con cá là con cá lồng tông nữa rồi. Thôi đã quá. Con cá này chắc bự hơn cá sớm quá con. Nhỏ hơn hả? Đãi vậy. Cá lồng tông này chắc về kho khô, chiều nay kho khô quá. Rồi dính được con rồi, sao rớt tiêu rồi. Đây bé nó cũng đang múc cục mồi đây. Cái mồi này bằng mồi nhộng nha. Con nhộng kìa. Hai cần câu này làm hôm nay hay mới làm? Dạ, cần câu của con bữa nay con mới đi đố mà cô con này cậu con mua. Ở xa xa thì mình cũng nghe cái tiếng ếch nó kêu đâu vòng vòng luôn nha. Mấy con ếch nó kêu luôn. Ở đây có cũng còn ếch. Rồi thì tí rồi thêm được, nãy là được thêm được 5-6 con rồi nữa nha mà con. Cá lồng đông rồi dính được con cá bự gì rồi. Thôi anh bạn nó câu được con cá quá trời bự rồi. Con cá mày rảnh. Sao nãy giờ chờ đợi thì mình cũng đâu câu được một con cá. Cá đuôi đỏ, cá mày rảnh không? Ơ chừng chừng hóng. Rồi. Ôi, con cá nó hóng quá trời luôn. Các cô bác và anh chị biết không, nghề câu cá là một nghề cũng khá là thú vị ở quê hương mình. Nếu mình các bạn cô bác có về ở miền Tây quê mình á thì nên thử nghề thử cái cách làm nghề câu cá ở quê hương mình á, vừa cảm thấy rất là thú vị mà cũng đem lại thêm thu nhập và cũng như là đem thêm bữa ăn trong gia đình.